khi đã là một người của công chúng, không thể nào bạn tránh khỏi những con mắt soi mói của truyền thông, và đối với giới cầu thủ cũng không ngoại lệ. Với sự bùng nổ của mạng xã hội, các cầu thủ như bao người khác cũng đã có cho mình một nơi để lan tỏa niềm vui cá nhân. Họ liên tục cập nhật cuộc sống của mình trên các nền tảng truyền thông, đặc biệt là những sự kiện đặc biệt như những màn cầu hôn lãng mạn hay một đám cưới hoành tráng. Và trong video lần này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những ngôi sao bóng đá nào đã cầu hôn thành công, hoặc xa hơn là đã tổ chức lễ cưới đình đám tính trong giai đoạn nửa đầu năm 2022. Thậm chí, nó còn có thể giúp chúng ta hoàn thành một siêu đội hình. Thủ môn Thibaut Courtois. Thibaut Courtois vừa trải qua chiến dịch 2021-2022 không thể nào quên, khi giúp Real Madrid mang về những danh hiệu rất quan trọng, từ La Liga với cách biệt điểm số vô cùng đáng nể cho tới mùa giải cực kỳ thành công và giúp Real Madrid đánh bại Liverpool lần thứ 2 trong 5 năm để vô địch Champions League. Cầu thủ người Bỉ đang cho thấy anh xứng đáng là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Không dừng lại ở đó, Thibaut Courtois cũng đã chính thức có được người hậu vệ của đời mình khi có màn cầu hôn lãng mạn với cô bạn gái và cũng là siêu mẫu Michelle Jezis. Siêu mẫu người Israel sau đó cũng đã nhanh chóng cập nhật trạng thái của cô lên mạng xã hội với tiêu đề: "Tuyệt vời, tôi đã bắt đầu cuộc sống mới với anh ấy." Và cặp đôi nhận được rất nhiều lời chúc phúc. Hậu vệ trái Jordi Alba. Hậu vệ của Barcelona mới đây cũng đã tổ chức một đám cưới cùng với cô bạn gái, đồng thời cũng là mẹ của hai đứa con Jordi Alba, Romari và Ventura. Lễ cưới được tổ chức vào ngày 18 tháng 6 vừa qua, đã có không ít những cựu cầu thủ của đội chủ sân Camp Nou từng sát cánh với Jordi Alba đến chung vui. Trong đó đáng chú ý là Messi và Suarez, cựu đồng đội và hiện tại là huấn luyện viên của Jordi Alba là Xavi, cũng tham dự để chúc phúc cho cặp quy ngương này. Tuy nhiên, dù nhận được thiệp mời nhưng Gerard Piqué đã từ chối đến dự vì anh sợ bị cánh nhà báo tiếp tục hỏi về mối quan hệ giữa anh và Shakira. Còn về thành tích của Barcelona, Jordi Alba cũng đã có mùa giải tương đối ấn tượng khi anh ra sân 30 lần ở La Liga, ghi được 2 bàn thắng và có được 10 kiến tạo. Trung vệ Nathan Ake. Nathan Ake dù có mùa giải không mấy thành công cùng với Manchester City với vỏn vẹn 14 lần ra sân, thế nhưng chừng đó là đủ để anh có thêm danh hiệu Premier League thứ 4 trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, nhiều người đang lo ngại cầu thủ người Hà Lan sẽ đánh mất phong độ và không thể cùng với đội tuyển tham dự World Cup 2022 nếu không được ra sân thường xuyên hơn. Nhưng đó còn là câu chuyện của tương lai. Còn hiện tại, Nathan Ake thực sự là một người Hà Lan đang bay khi anh thăng hoa trong tình yêu cùng cô bạn gái lâu năm Kelly Raman. Lễ cưới của anh đã có sự chứng kiến của rất nhiều ngôi sao bóng đá, từ các đồng đội tại đội tuyển quốc gia như Van Dijk, Van de Beek, Frankie de Jong, Wijnaldum, cho đến những đồng đội trong màu áo Man City như Jack Rollins, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva hay cả huấn luyện viên Pep Guardiola. Cả những người đồng đội từng sát cánh với Nathan Ake trong màu áo của Bournemouth cũng có mặt như Joshua King hay Dominic Solanke. Trung vệ Harry Maguire. Không hoành tráng như những người đồng nghiệp khác, Harry Maguire âm thầm tổ chức đám cưới vào ngày 19 tháng 6 với cô bạn gái đã quen hơn 10 năm, người đã cùng anh trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống, đó là Fern Hawkins. Theo như giới săn tin, trung vệ của Man United đã đến văn phòng đăng ký kết hôn vào chiều thứ Năm, ngay sau khi kết thúc buổi tập của mình tại Carrington. Harry Maguire đã thực sự trải qua một mùa giải đáng quên cùng Man United khi anh không thể chỉ huy hàng thủ của mình trong những trận đấu quan trọng. Mong rằng sau khi đã có được một người vợ, đây sẽ là cú hích tinh thần vững mạnh để cựu trung vệ của Leicester City có thể nhanh chóng tìm lại phong độ của mình trên sân. Hậu vệ phải Ben White. Cầu thủ của Arsenal đã chọn một cách vô cùng đặc biệt để cầu hôn bạn gái của mình, đó chính là anh đã xăm hẳn dòng chữ "Anh yêu em" và cầu hôn Lily Adams vào ngày 9 tháng 6 vừa qua. Adams sau đó cũng được chàng cầu thủ 24 tuổi dẫn đi xăm dòng chữ tương tự lên cổ tay. Tuy nhiên, khoảnh khắc này đã được Ben White đăng lên Instagram của anh với caption vô cùng nhí nhảnh: "Anh đã tóm được em rồi, được mua về từ Brighton với mức giá gần 60 triệu euro." Ben White có thể nói là đang cải thiện từng ngày phong độ trên sân. Anh có cho mình 32 lần ra sân trong mùa giải vừa qua, giúp pháo thủ kết thúc ở vị trí thứ 5. Qua đó, họ sẽ có một vé dự Europa League mùa sau. Tiền vệ cánh trái Marcus Rashford. Tháng 5 vừa qua, tiền đạo của Manchester United đã cầu hôn thành công của bạn gái từ thời còn là một học sinh trung học, Lucia Loy. Tuy nhiên, trong suốt hành trình cả hai tìm hiểu nhau,
Rashford và Lucia đã có đến 8 năm không chia tay và chỉ quay lại vào năm ngoái. Màn cầu hôn được chàng tiền đạo 24 tuổi thực hiện sau một bữa ăn tối lãng mạn tại thành phố Los Angeles của Mỹ. Tương tự như đội trưởng Maguire, Rashford đang trải qua một mùa giải tệ hại cùng Man United. Anh chỉ có được vỏn vẹn 4 bàn thắng sau 25 lần ra sân. Hơn nữa, thái độ thi đấu rất đáng lên án của tiền đạo người Anh. Camanusian tin rằng việc cầu hôn thành công tình yêu của đời mình sẽ giúp cho Rashi sốc lại tinh thần và thi đấu quyết tâm hơn dưới triều đại của Erik Ten Hag. Tiền vệ trung tâm Alex Oxlade-Chamberlain. Dù trải qua mùa giải không mấy thành công cùng Liverpool, khi Chamberlain không bao giờ là sự lựa chọn tin cậy của Jurgen Klopp, nhưng anh đã thực sự ghi được bàn thắng của cuộc đời khi cầu hôn thành công của bạn gái lâu năm Perry Edwards của nhóm nhạc Little Mix trong một buổi bình minh cực kỳ lãng mạn. Khoảnh khắc đó đương nhiên đã được cô nàng đăng lên Instagram với giọng khác: "Đêm hôm qua, người tình của cuộc đời tôi đã quỳ một gối xuống và tôi đã gật đầu." Sau 5 năm hẹn hò và tìm hiểu nhau, cả hai đã có một bé trai vào tháng 8 năm ngoái tên là Azel. Một cú hích tinh thần cực lớn cho tiền vệ người Anh, mong rằng Chamberlain có thể nhanh chóng trở lại là chính mình và tỏa sáng hơn nữa trong màu áo Liverpool. Tiền vệ trung tâm Ilkay Gundogan. Dù không có được mùa giải rực cháy như năm ngoái, nhưng Ilkay Gundogan vẫn được coi là nhân tố quan trọng trong hành trình vô địch Premier League của Man City với 27 lần ra sân, 8 bàn thắng và 3 kiến tạo. Không dừng lại ở đó, tiền vệ người Đức đã có được bàn thắng quan trọng của cuộc đời bởi việc tổ chức một buổi chụp ảnh cưới tuy yên bình nhưng vô cùng ấm cúng và sang trọng. Cả hai đã tổ chức lễ cưới bí mật và chỉ mời những thân nhân của hai bên gia đình trước khi sang Ý chụp buổi ảnh cưới. Lý do cho việc này đã được Sarah tiết lộ là Ilkay Gundogan không muốn bị cánh paparazzi làm phiền vì những câu chuyện đời tư. Tiền vệ cánh phải Daniel James. Dù được kỳ vọng rất nhiều khi chuyển đến Man United, nhưng Daniel James đã không thể vươn mình trở thành một ngôi sao lớn tại nhà hát của những giấc mơ. Thế là anh phải chuyển sang Leeds United vào tháng 8 năm ngoái. Tại đây, anh có thành tích ấn tượng với 33 trận đấu, ghi được 4 bàn và 5 kiến tạo. Thậm chí, Daniel James còn biến mùa hè của mình trở thành một thời khắc quan trọng cuộc đời với màn cầu hôn cực kỳ lãng mạn trên hòn đảo Mykonos của Hy Lạp cùng với cô bạn gái Rhea Hughes. Cả hai đã cùng nhau tạo nên một cái kết viên mãn sau 5 năm quen nhau. Daniel James và Rhea Hughes hiện tại cũng đã có với nhau một bé trai vào tháng 9 năm ngoái, chỉ vài ngày sau khi ngôi sao người Wales chính thức chuyển sang Leeds United. Tiền đạo Andy Carroll. Cựu tiền đạo của Newcastle đã tổ chức đám cưới của mình vào ngày 6 tháng 6 vừa qua và cũng theo một cách cực kỳ đặc biệt cùng với cô bạn gái Billy McClough. Cả hai đã biến lễ cưới của họ trở nên vui nhộn và khác biệt khá nhiều so với các lễ cưới thông thường. Những vị khách tham gia đều nhận xét rằng họ đã có một trận cười sảng khoái sau khi tham dự lễ cưới của cặp đôi này. Từng nối đình đám trong màu áo của Newcastle và sau đó là Liverpool, tuy nhiên Andy Carroll đã không thể đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ và phải phiêu bạt sang West Ham vào năm 2013. Hiện tại, Carroll đang đá cho West Brom kể từ tháng 1 này và nhiều khả năng anh sẽ trở thành cầu thủ tự do vào tháng 7 năm nay. Tiền đạo Jermaine Defoe. Cái tên cuối cùng trong đội hình của chúng ta là một tiền đạo kỳ cựu khác của bóng đá Anh. Jermaine Defoe đã biến lễ cưới của anh thành một bữa tiệc pha trộn tinh tế giữa màu sắc, âm thanh, ánh sáng và cực kỳ sang trọng cùng với cô bạn gái Donna Thierry ở Berkshire. Cả hai đã xác nhận trở thành vợ chồng từ năm ngoái, nhưng phải đến tận bây giờ họ mới có một đám cưới đàng hoàng. Jermaine Defoe là người duy nhất trong nhà sách này giải nghệ khi có được sự nghiệp cầu thủ tương đối ấn tượng trong màu của Tottenham Hotspur và Sunderland. Chỉ tiếc rằng Defoe vẫn chưa thể có được bất kỳ danh hiệu nào dù thi đấu khá tốt trong màu của Spurs. Đây là đội hình hoan hỷ nhất trong nửa đầu năm 2022 khi tất cả họ đều đã tìm được bến đỗ của cuộc đời mình. Người yêu luôn được coi là một nguồn động lực cực kỳ to lớn cho cánh mày râu khi họ phải bươn chải ngoài xã hội, trở thành ngôi sao của công chúng và phải đối diện vô vàn áp lực. Còn gì tuyệt vời hơn khi giờ đây họ đứng đường chính chính, có thể cùng với người bạn đời của mình đối diện với thử thách, phong ba, bão táp trong suốt cuộc đời cầu thủ còn lại và xây dựng một mái ấm hạnh phúc viên mãn. Mong rằng đây sẽ là chất xúc tác cần thiết để những ngôi sao nào đánh rơi phong độ có thể tìm lại được sự thăng hoa trên sân cỏ. Còn những ngôi sao đã thăng hoa rồi thì sẽ càng thăng hoa hơn.